Xin kính chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin BT News của BT Group. Em là Thảo An và sau đây em sẽ là người đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay ạ. Trước tiên em xin phép điểm qua một vài thông tin đáng chú ý trong ngày hôm qua. Thứ nhất, về thị trường vàng, ngày hôm qua ngày 23 tháng 9, giá vàng vẫn tiếp diễn xu hướng giảm mạnh từ đầu tuần và tiếp tục chịu áp lực giảm do các vấn đề về dịch bệnh đang hỗ trợ đồng USD và tạo áp lực giảm giá cho giá vàng. Các phát biểu của Chủ tịch Fed gần đây hơi trung lập, Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Tài chính đã không cung cấp bất kỳ thông tin mới nào về chính sách tiền tệ khi họ điều trần trước Quốc hội ngày hôm thứ Ba, đơn giản chỉ lặp lại tuyên bố của Ủy ban Thị trường mở liên bang. Hôm qua họ mới có một buổi phát ngôn khác tại Thượng viện, tuy nhiên kết quả được mong đợi là như nhau. Đồng USD vẫn giữ được vị thế tăng của mình khi chỉ số PMI của tháng 9 của Mỹ tốt hơn một chút so với dự kiến. Điều này càng tạo áp lực bán mạnh vàng ra trong phiên Mỹ. Tin tức về dữ liệu kinh tế Mỹ và việc thông qua dự luật chi tiêu để cung cấp tiền cho chính phủ đến ngày 11 tháng 12 đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la. Thứ hai, về đồng euro có một chút hồi phục trong phiên Âu khi dữ liệu PMI ngành sản xuất của Đức trong tháng 9 là 56,6 điểm, tốt hơn dự kiến và đạt mức cao hơn trong 2 năm. Ngoài ra, giá trị ban đầu của PMI sản xuất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 9 là 53,7 điểm, mức cao mới kể từ tháng 8 năm 2018. Mặc dù số liệu kinh tế châu Âu khả quan hơn dự kiến, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn không mấy khả quan do ảnh hưởng của dịch virus, nên thị trường có thể quan tâm nhiều hơn đến những thay đổi của chính sách tiền tệ. Các số liệu này chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn. Xu hướng chính của thị trường vẫn sẽ thiên về các gói kích thích kinh tế mới mà EU có thể tung ra và tiếp tục tạo áp lực cho đồng euro trong dài hạn. Thứ ba, về đồng bảng Anh, trước đó các quan chức Anh một lần nữa tuyên bố rằng vì dịch bệnh ngày càng trầm trọng không thể loại trừ các biện pháp phong tỏa thành phố lần thứ hai, điều này giữ cho đồng bảng Anh chịu áp lực giảm giá. Cuộc đàm phán EU gần đây cho thấy một chút tiến bộ và đồng bảng Anh nhận được sự hỗ trợ. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Johnson cho biết Anh có thể đạt được thỏa thuận với EU và họ đang cố gắng để đạt được điều đó. Sau phát biểu này, đồng bảng Anh nhận được hỗ trợ nhẹ. Tuy nhiên, xét thấy ngoài dịch bệnh không thể loại trừ các biện pháp phong tỏa thành phố lần thứ hai, điều này có thể tác động đến quá trình đàm phán. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ đàm phán Brexit vẫn còn rất ít mà đối với họ chỉ còn một tháng nữa. Nếu không thể đạt được thỏa thuận vào tháng 10, có nghĩa Brexit cứng sẽ sớm được thực hiện. Vì vậy, đồng bảng Anh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ suy giảm rất nhiều. Thứ tư, về đồng đô la Úc, Phó Chủ tịch cho biết ông hoan nghênh sự suy yếu của đồng đô la Úc và rất chú ý đến thị trường ngoại hối. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục đánh giá các lựa chọn chính sách khác. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến vẫn sẽ tăng từ mức hiện tại là 6,8%. Các nhà giao dịch cho rằng những người mua đô la Úc đã rút lui do thị trường chứng khoán đi xuống và bài phát biểu của Durbin đã gây áp lực lên đồng đô la Úc. Về đồng đô la New Zealand, hôm qua Ngân hàng Dự trữ New Zealand giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 0,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Kế hoạch mua tài sản trị giá 100 tỷ đô la New Zealand sẽ tiếp tục cho đến tháng 6 năm 2020. Sau phát biểu, đồng đô la New Zealand tăng lên nhưng sau đó giảm trở lại và tiếp diễn xu hướng giảm trước đó. Ngoài ra, như các quan chức của Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết, họ có thể can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Đồng đô la Úc đã chịu áp lực và tất nhiên, đồng đô la New Zealand cũng chung số phận khi hai đồng tiền này luôn cùng xu hướng. Về đồng Japan Yen, ngoài USD, Japan Yen cũng đang nổi lên là một kênh trú ẩn trong thời gian này. Dịch bệnh đang bùng phát tại châu Âu nên dòng vốn đang dịch chuyển sang Japan Yen khi Nhật Bản đã hoàn thành thay đổi chính sách chính phủ suôn sẻ. Ngoài ra, sự tiếp tục của chính sách kinh tế Abenomics và Ngân hàng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cũng tốt cho đồng Yên Nhật. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm qua và tiếp theo biên tập viên Mai Ngọc sẽ cùng với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thảo An về những thông tin kinh tế đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Và sau đây, Mai Ngọc xin gửi đến các quý nhà đầu tư những thông tin kinh tế đáng chú ý có trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 9. Giá vàng hôm nay ngày 24 tháng 9 giảm mạnh vì đồng đô la Mỹ tăng tiếp. Đêm ngày 23 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở quanh ngưỡng 1.878 đô trên một ao. Vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.888 đô trên một ao. Giá vàng thế giới đêm ngày 23 tháng 9 cao hơn khoảng 23,5%, tương đương với 357 đô trên một ao so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô ngân hàng có giá 53,2 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,7 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 23 tháng 9. Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm mạnh do đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá và giới đầu tư lại đánh cược vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh các nước không ngừng bơm tiền vào hệ thống tài chính dồi dào thanh khoản. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Powell vừa đưa ra cảnh báo cho rằng
tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ chậm hơn nếu các nhà lập pháp không nhanh chóng đạt được một gói giải cứu mới. Vàng bắt đầu chịu áp lực giảm giá mạnh từ đầu tuần do số trường hợp ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại ở châu Âu và châu Mỹ. Giới đầu tư đã chuyển dòng tiền và sự tìm kiếm an toàn ở đồng đô la Mỹ. Trước đó, Fed đã có một loạt các chính sách nới lỏng để tăng cường bơm tiền vào nền kinh tế để giúp Mỹ vượt qua đại dịch COVID-19. Về tỷ giá ngoại tệ ngày 24 tháng 9, tín hiệu lạc quan, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Đầu phiên giao dịch ngày 23 tháng 9 trên thị trường Mỹ, đêm ngày 23 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 94,22 điểm. Đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp tục tăng giá do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có tuyên bố tích cực và nền kinh tế Mỹ cũng phát ra những tín hiệu tốt đẹp. Đồng bạc xanh hồi phục nhanh, chủ yếu nhờ những đánh giá tích cực về nền kinh tế Mỹ từ giới đầu tư tài chính nước này và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong phiên điều trần ngày 22 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã bày tỏ sự tin tưởng về nền kinh tế số 1 thế giới sẽ chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong quý 3 nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong doanh số bán lẻ, nhà, đất và sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh. Theo Steven Mnuchin, nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn hồi phục nhanh nhất so với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào tại Mỹ. Trong đó, Chủ tịch Fed Powell cho rằng gói chi tiêu 2.200 tỷ đô la Mỹ đã giúp hỗ trợ đà phục hồi kinh tế trước cuộc suy thoái do đại dịch gây ra. Theo đó, chi tiêu hộ gia đình dường như đã hồi phục khoảng 75% so với mức giảm trước đó. Số trường hợp nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại ở châu Âu và Mỹ cũng khiến giới đầu tư chuyển dòng tiền và tìm kiếm sự an toàn ở đồng đô la Mỹ. Tin tức cần chú ý có trong ngày hôm nay đó là có sự kiện quan trọng vào phiên Âu và phiên Mỹ của đồng CHF và đồng đô la Mỹ. Quý nhà đầu tư cần chú ý, và đó là những thông tin kinh tế đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Và cuối cùng, Mai Ngọc xin kính chúc các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc thật hiệu quả và giao dịch thành công.